Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo rằng vào ngày 19 tháng 10, bão số 5 đang di chuyển trên vùng biển phía tây nam của đảo Hải Nam, Trung Quốc, với sức gió mạnh nhất ở cấp 8, 62-74 km/h, và giật cấp 10. Bão dự kiến đi theo hướng bắc tây bắc với vận tốc 10 km/h và có khả năng mạnh thêm. Vào tối ngày 19 tháng 10, dự kiến bão sẽ nằm trên vịnh Bắc Bộ với sức gió mạnh nhất ở cấp 8, 9 và giật cấp 11. Sau đó, bão sẽ thay đổi hướng và di chuyển xuống phía tây nam với vận tốc 5 km/h, dần suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và tiếp tục suy yếu thành vùng áp thấp trên khu vực vịnh Bắc Bộ. Bão số 5 sẽ ảnh hưởng đến vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Thái Bình với gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, 8 và mưa lớn từ đêm 19 tháng 10 đến hết ngày 21 tháng 10. Tuy nhiên, trọng tâm mưa dự kiến tập trung ở khu vực ven biển, trong khi các khu vực nội đất có thể nhận mưa dông nhưng lượng không quá lớn. Đồng thời, có dự báo về sự thay đổi của thời tiết với sự xuất hiện của không khí lạnh, làm giảm nhiệt độ và mang theo mưa. Ngày 20 tháng 10, người dân Hà Nội và các tỉnh, thành phố Bắc Bộ sẽ cảm nhận sự giảm nhiệt rõ rệt với nhiệt độ từ 20 đến 26 độ C, đặc biệt tại vùng núi có nơi nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ C. Các cơn mưa dông cũng được dự kiến trong ngày 20 tháng 10.